Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến nhà của em Tuyền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai đó quý vị. Phôi mai dáng đẹp đế đẹp luôn ha. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Em chào cô chú anh chị nha. Nay em về một lô phôi mai dảo Thủ Đức nha. Em xin giao lưu với cô chú anh chị. Và hình thức giao lưu của em là bao sóng bao ship nha. Rồi, bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Mình giới thiệu địa chỉ ở đây đi em. Địa chỉ ở đây là ở Thạnh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha. Rồi. Ở phía sau lưng mình ở sau đây là cái quốc lộ 50 nha quý vị. Quý vị có rất là tiện đường cho quý vị mình ghé thăm ha. Rồi, mã số đầu tiên là mã số 1. Em vô cây số 1 đây quý vị. Hoành nó là 26 nha. Rồi, 26 hoành. Rồi. Cho cái ngồi lắc lên cho chiều cao trước đi ha. Chiều cao nó là 100. Rồi, xây xây luôn. Quý vị ngắm nghía kỹ thân cành em nói nha quý vị. Đây. Quý vị ngắm nghía kỹ nha. Rồi, dừng lại một cái. Mình thấy có những cái điểm lạ lạ ở trong cái nách. Đây quý vị. Ha. Đó. U u nần nần ha. Đây. Đó, cũng xù nhẹ nhẹ rồi ha. Ở dưới đây cũng vậy nha quý vị. Đó, đây. Đây cũng chảy dài dài ha. Rồi xoay xoay qua bên kia luôn. Ồ cũng chảy rồi ha quý vị. Rồi dừng lại mặt bên đây luôn ha. Đó này em này này sâu quá quý vị. Đó. Rồi xoay một vòng nữa cho quý vị cũng nghe cái cổ và đế ha. Đó xùi cũng khá khá nè. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây em? Rồi, cây mã số 1 em giao lưu là 1 triệu 6 nha. Rồi, 1 triệu 6 được cây mai luôn, cây xù luôn. Đó, xuống cây. Rồi, tiếp tục mình qua mã số 2 luôn quý vị, cho chiều cao trước tiền đi. Cây mã số 2 chiều cao là 112 là 1m1 đi. Rồi, 112. Rồi, mình vô cây hoành luôn quý vị. Hoành là 26 luôn. Rồi, 26 hoành. Rồi, 26 có dư luôn đó quý vị ơi. Rồi quý vị ngắm nghía kỹ đế ha. Chống chịu cộng to lực luôn. Đó, có đu luôn nè. Rễ hông cũng có ha. Đầy đủ ha. Đó. Có cái mình dài dài cũng hay nè. Rồi, mã số 2 mình giao lưu bao nhiêu đây em? Dạ, mã số 2 em giao lưu là 1 triệu 3 nha. Rồi, 1 triệu 3. Rồi, mình qua mã số 3 luôn. Hay mã số 3 đây quý vị. Rồi, chiều cao luôn. Mã số 3 chiều cao là 87. Rồi, cao 87. Cái hoành đây. Hoành 26. Rồi, 26 hoành luôn. Kéo cái mình bao này. Rồi, xây xây luôn, để luôn quý vị. Để nè. Đặt kẹo luôn ha. Đó. Co thì cũng bẻ ngắn, chống chịu có đủ luôn. Trên thì tay cành đều rồi quý vị. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây em? Mã số 3 em giao lưu là 1 triệu 4 nha. Rồi, 1 triệu 4 rồi quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 4 luôn. Mã 4 chiều cao là 85. Rồi, cao 85. Cái hoành. Hoành 24. Rồi, 24 dư luôn nha quý vị. Đế. Đó, chịu trước đây. Đó, nói chung là đế cũng cải đều ở trên đây quý vị cũng nôm nôm ha, đế có cũ đàng hoàng, lưng bẹt cũng ngắn ha. Quý vị ngắm nghía thêm dòng nữa ha. Ngắm nghía kỹ nha quý vị. Rồi quý vị ngắm nghía tay cành ở trên luôn. Đây, tay cành cũng đều đây rồi quý vị. Đó. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây? Rồi, mã số 4 em giao lưu là 1 triệu 350. Rồi, 1 triệu 350. Rồi, mình qua mã số 5 luôn. Mã 5 chiều cao là 94. Rồi, 94 cao. Hoành là 25. Đây, 25 hoành rồi quý vị. Rồi, xây đế luôn. Đó, chịu trước nè, cộng to luôn. Con bố rễ thì cũng đều bầu trên ha quý vị. Nó xài tiếp tiếp quý vị ngắm nghe kỹ ha. Rồi tiếp luôn, cứ xài đều đều tay ha. Đó, tay cành nè. Tay cành ok quá nè quý vị.
Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Mã số 5 em giao lưu là 1.700.000. Rồi, 1.700.000. Rồi, đúng cây luôn. Rồi, mã số 6. Mã số 6 là 1m. Rồi, cao 1m. Cao 1m. Rồi, cái hoành. Hoành 29. Chỉnh luôn. Để luôn rồi quý vị. Để ngày cũ này cũng đặc quá nè ha. Rồi, xây xây luôn. Hoành đây luôn. Để đều luôn ha, 29 hoành luôn quý vị. Co cũng duyên ha, tại cành cành phóng cũng hay quá nè. Phóng ngay co đầu tiên luôn ha. Tay cành đều từ dưới lên trên luôn. Rồi, giao lưu mã số 6 em giao lưu là 1.800.000. Rồi, 1.800.000 quý vị. Rồi, qua mã số tiếp theo luôn. Mã số 7. Mã số 7 chiều cao là 1m1. Rồi, cao 1m1. Rồi, xuống cái hoành nha quý vị. Hoành là 26. Rồi, 26 hoành. Để luôn. Rồi, xây xây qua bên kia luôn. Đó. Đế cộng bự ha, phân bố cũng đều luôn nè. Tiếp luôn. Tay cành luôn. Đó, tay cành đều luôn ha, đều rang từ dưới lên trên luôn nè. Rồi, rồi mã số 7 này em giao lưu là 1.350.000 nha. À, 1.350.000. Rồi, mã số 8 luôn. Mã số 8. 8. Chiều cao là 80. Rồi. Vô cái hoành luôn à quý vị. Hoành luôn. Hoành 27 yếu. Ủa 28 yếu, báo 27 đi. 8 yếu một xíu. Thôi báo 27 đi, 27. Rồi, hoành 27. 27 hoành cho chắc. Rồi, để đây. Chậm chậm nha. Để dừng cái phần cái rễ chịu quan trước nó song hành với cái đường thân cũng hay quá ha, rễ lực luôn. Còn rễ con gỉ nè, cũng to nè, cái hông cũng to luôn ha. Này nhìn chung cũng khéo đế quá nè. Ừ, khéo đế quá nè ha quý vị. Rồi, tay cạnh luôn. Rồi, xe xe luôn. Đây mã số 8 ha. Mã số 8 em giao lưu là 1.850.000 nha. Rồi, 1.850.000. Đây, và mã số 9 luôn rồi quý vị. Mã số 9 chiều cao là 60. Rồi, cao 60. Cái hoành lên. Hoành là 27. Rồi, 27 hoành. Chị nó nghe kỹ đế em nói luôn ha. Kỹ nha quý vị. À, thêm một vòng nữa cho quý vị ngắm nghía kỹ đế nha. Thì trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho em truyền ha. Thì số điện thoại của em truyền thì mình để trên phần tiêu đề đó quý vị. Thì đây là clip đầu tiên của truyền, cũng rất mong là quý vị mình xem và ủng hộ nhiệt tình cho em truyền ha, để có những cái động lực để mình đón nhận những video tiếp theo ha. Rồi. Rồi mã số 9 đây. Em giao lưu là 1.600.000. Rồi 1.600.000. Rồi. Cây luôn. Rồi mình qua mã số 10 luôn ha. Rồi mã số 10 của em đồng lực bên đây. Số 10 chiều cao nó là 38. Rồi. Vô cái hoành luôn. Hoành 25. Rồi 25 hoành. Rồi, quý vị ngắm nghía kỹ thân cành em này ha. Co bẻ sâu ha. Có cành phóng ngay đó luôn, đế cộng bự bự luôn nè. Rồi, số 10 em giao lưu là 1.400.000. Rồi, qua mã số 11 luôn. Mã số 11, chiều cao là 99. Rồi, hãy hoành luôn. Hoành là 29. Rồi 29 hoành quý vị, một em trực tay cành đều ha, 29 hoành tay cành đây. Đó. Em này thì nách cũng bể bể nhẹ nhẹ ha. Này cũng có dấu hiệu nè. Đây.
mặt nào cũng có bể giờ vàng vàng nhẹ nhẹ ha quý chị. À, dừng lại ha. Đó, nách nào cũng có cái dấu hiệu bể bể vậy ha. Rồi xuống đế luôn. Thì cũng kính đế ha. Rồi giao lưu như đây. Số 11 giao lưu là 1.800.000 nha. Rồi 1.800.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số 12 luôn ha quý vị. Số 12. Chiều cao là 85. Rồi cao 85. Rồi hoành là 28. Rồi 28 hoành. Rồi xương cành luôn ha quý vị. À, cành cũng đều ha. Rồi để đây. Số 12 giao lưu là 1.800.000 luôn nha. Rồi khoan khoan xây tiếp một vòng nữa đi thì chị ngắm cái kỹ đế ha, đế bắp không nè ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua mã số 13. Số 13 chiều cao là 1m1. Rồi 1m1 cao. Rồi cái hoành luôn. Hoành báo từ xa luôn ha. Hoành 31. Rồi 31 hoành. Rồi xương cành đây quý vị. Xây đều đều tay quý vị ngắm nghe kỹ hai xương cành nè. Rồi đế luôn. Đó. Chống chịu một thước. Hai cộng to luôn. Rồi đế thì giáp dòng xe đều ở trên đây. Hoành 31 hoành nha quý vị. Rồi giao lưu bao nhiêu đây? Dạ cái này em giao lưu là 2.500.000 nha. Rồi 2.500.000. Rồi né né né. Mã số tiếp theo. Cây mã số 14. 14. Chiều cao là 90. Hoành là 26. Rồi 26 hoành. Rồi thân cành quý vị ngắm nghía kỹ nha. Đó. Thêm một vòng nữa cho quý vị ngắm nghía kỹ luôn. Rồi tiếp luôn. À, mình vô đế nha quý vị. Co nè. Co cũng ngắn ha, đế cũng cộng bự trải đều ha. Rồi. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây chị? Mã số 14 em giao lưu là 1.700.000. Rồi, 1.700.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn, mã số 15. Mã số 15 chiều cao là 1m2. Rồi 1m2. Hải hoành. Hoành là 25. Rồi 25 hoành. Tay cành đều rang, có cành phóng ở dưới cũng hay quá nè quý vị. Cái này. Đó. Tay cành ha. Đây có cành phóng nè. Đó. Rồi xây xây tiếp luôn. Để luôn. Nguyên dạy đây đặt luôn ha, không rễ to nằm ngay đường thân luôn ha, hay nữa nè. Rồi giao lưu như đây em. Cái mã số 15 em giao lưu là 2.000.000 nha. Rồi 2.000.000 cái gì. Rồi qua cây 16 luôn. Đây mã số 16. 16 chiều cao là 70. Rồi cái hoành luôn. Hoành là 28 yếu báo 27. Rồi 27 hoành cho chắc luôn ha quý vị ơi. Rồi xây xây cho quý vị ngắm nghía ha. Rồi tay cành. Đó. Kho dưới đầu tiên phóng rồi có tay cành ở trên cũng hồi lại cũng có nữa ha. Cũng hay, cũng hay cây nè. Có phóng có hồi trên đó quý vị. Rồi xuống đế luôn. Ha, con bố cũng đều tứ diện ha. Rồi giao lưu nhiêu đem? Cây mã số 16 giao lưu là 1.600.000 nha. Rồi 1.600.000.
Rồi qua mã số 17 luôn. Mã 17 chiều cao là 95. Rồi cao 95. Hoành. Đấy, hoành luôn. Hoành là 27. Rồi 27 hoành. Rồi xây xây luôn. Diện ngắm nghía ha, kỹ thân cành em nói đây. Rồi tiếp luôn. Rồi cái to sâu ha. Rồi để luôn đây quý vị. Để nè. Đó. Tiếp luôn. Kính hết trơn ha. Rồi giao lưu bao nhiêu đây em? Cây số 17 em giao lưu là 1,6 triệu nha. Rồi mình qua cây 18 luôn quý vị. Đây mã số 18. Mã số 18 chiều cao 60. Rồi vô cái hoành luôn. Hoành là 25. Rồi 25 hoành. Em nghĩ kỹ nha quý vị. Thân cành nè. Rồi co đế ha. Đó. Đầy đủ quý vị. Kính hết trơn ha. Rồi giao lưu bao nhiêu đây em? Một. Mã số 18 giao lưu là 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Mã 19 luôn à quý vị. Mã 19 chiều cao. Chiều cao 40. Rồi cao 40. Hoành, hoành là 25. Rồi 25 hoành. Thân cành cũng ok quá nè ha. Giót cái độc nhỏ nhỏ luôn. Có cành phóng dài dài luôn. Rồi cái gì nóng như thế cái em gì. Đó. Rồi xe qua bên kia luôn. Từ từ qua. Thế cũng ok quá nè. Kính quá nè quý vị. Rồi tiếp luôn. Rồi mã 19 em giao lưu là 1,3 triệu. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình sang qua 20 luôn. Mã số 20 chiều cao là 48. Rồi 48. Hoành là 26. 26 hoành. Rồi mình vô để cái quý vị. Đây để đây. Đó bên kia luôn. Rồi tiếp luôn. Chỗ nào cũng có. Rồi giao lưu bao nhiêu đây? Mã số 20 em giao lưu là 1,650. Rồi 1,650. Rồi mình qua mã số tiếp theo luôn, 21. Mã số 21 chiều cao là 40. Rồi có cành phóng luôn ha. Hoành là 28. Đó cái cũ đế đo thử rồi vòng qua cái cũ luôn coi như em. Cái cũ này là 48 nha. Cũ đế đặt là 48. Rồi hết biết cái cũ bự chảng luôn. Đế cũng đặt luôn đây ha. Cũ bự luôn. Đó, đít nở. Đó, nở bự chảng luôn. Rồi giao lưu như đem. Rồi mã số 21 em giao lưu là 1,9 triệu nha. Rồi 1,9 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 22. Rồi 22. Chiều cao là 80. Hoành là 29. Rồi 29 hoành. Rồi xây xây luôn. Khoảng 25 cây. Ok. Yeah. Rồi xây xây luôn. Ngắm nghe kỹ thân cành nha quý vị. Rồi để đây. Để đây quý vị. Đó, tiếp luôn, tiếp luôn. Đây hồi hộp ha. Đó, để đều ở trên đó quý vị. Quay chậm chậm cũng hồi hộp.
Rồi giao lưu bao nhiêu đêm? Rồi cái mã số 22 em giao lưu là 1.800.000. Rồi 1.800.000. Rồi xuống cây luôn. Số 23. 23 chiều cao là 80. Rồi. Hoành là 29. Rồi, 29 hoành quý vị. Tay cành thì mình thấy là cũng lực nè. Tay cành cũng có phân bố cũng đều ha. À, có những chỗ dư luôn á quý vị, dư mà cắt bớt luôn á. Để đây à quý vị. Đó. Nó sẽ tiếp ha. Dạ chịu ăn trước, nó có nhóc ăn trước kia quý vị. Đó, ba con cộng bự bự ăn trước luôn ha. Rồi, xe tiếp luôn. Rồi, giao lưu như đây. Số 23 em giao lưu là 2 triệu nha. Rồi, xuống cây luôn. Nổi không? Hai người xuống không? Hai người xuống mới nổi quý vị ơi. Rồi, tiếp tục mình lên mã số tiếp theo luôn. Cũng là em này cũng bự nha. Bên đây. Rồi, cây mã 24. 24. 24 chiều cao là 95. Rồi. Mã 24 này. Cái hoành luôn. Hoành. Nhiều 30 hay 31 đây để thước chạy. Ai báo 30 đi. Hoành 31 hơi yếu tí, báo rồi, 30. Rồi, 30 là đo trên đó đó quý vị. Đập cái lưng nữa đó ha. À. Ngắm nghía quý vị, ngắm nghía cái đoạn dưới trước hay lát nữa xem cái đoạn sau sao ha. Đoạn trên sao ha. Để nè, còn bự bự không nè. Rồi, xe quanh kia luôn. Đây, đuôi nè. Đó. Tiếp qua bên hông luôn. Chống chịu cứ có hơn luôn ha. Còn bự bự không nè. Tay cành bự bự luôn ha. Rồi, xe tiếp luôn. Rồi dừng luôn. À, cái này mình giao lưu nhiêu đêm? Cây 24 em giao lưu là 1 triệu. Ô xin lỗi, 3 triệu tư ạ. Rồi, 3 triệu 24 4 giao lưu là 3 triệu tư nha. Đó, phóng hồi có đầy đủ ha. Đẹp quá nè. Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, qua 25. Cây mã số 25. Rồi. Chiều là cao là 78. Clip hôm nay ha. Rồi cao. Đợi tới hoành luôn nhưng quý vị. Cao là 78, hoành nó là 26. Rồi 26 hoành. Tay cành quý vị ngắm nghía nè. Tay cành bự bự không ha. Đó, cành to không à quý vị. Đó. Để cộng cũng to nữa. Rồi xe qua bên kia luôn. Đó. Đầy đủ trơn ha. Rồi, mình giao lưu bao nhiêu đêm? Cây mã số 25 em giao lưu là 1.450.000. Rồi, đây là cái clip đầu tiên của em thì có giờ là gì muốn nói với quý vị không em? Dạ, em cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và em rất mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em trong cái clip đầu tiên này ha. Để em ra có động lực để mà ra một cái clip thứ hai ha. Và hẹn cô chú anh chị mình ở gặp ở clip thứ hai.